hàng không đủ đâu anh ạ. Huy động ở các nơi khác thì cũng được, nhưng mà sẽ không có lãi cao đâu anh ạ. Hay là mình cứ báo hết hàng đi, bình thường mình vẫn làm thế mà. Đến hạn thanh toán tiền hàng rồi, chiều nay làm luôn đi. Dạ. Anh cho người khác đi thay em được không ạ? Không. Cô đi rút tiền, còn Công mang ra tiệm vàng. Mỗi người một khâu sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng mà mặt em quá quen ở các ngân hàng tỉnh rồi. Bây giờ mà đi ra đấy dễ bị nghi ngờ lắm ạ. Sau vụ bộ sinh phẩm KT, bạn em nó nói dạo này công an đẩy mạnh rà soát các ngân hàng và các tổ chức tài chính ạ. Đấy là vì cô biến lớn, chứ bình thường ai động đến cô làm gì. Tôi nói như vậy là để cô nhớ rằng làm gì thì cũng nên nghĩ đến lợi ích chung. Vì lợi ích chung mà tôi muốn TN Mobile phải chạy chương trình giảm giá hàng loạt, đặc biệt là hàng lướt và hàng xách tay. Nhưng không lấy hàng ở kho, một tuần nữa là hết hàng đấy anh ạ. Hàng ở kho để nguyên đấy, không được bén mảng thôi. Tìm mấy cái bọn nhỏ lẻ, gom hàng mà gối tạm vào. Nhưng không đủ đâu anh. Mày chủ động tuyến tạm thời cho anh. Lấy hàng giá cao cũng được, chấp nhận bán lỗ. Bán lỗ như thế tại sao lại chạy chương trình giảm giá hả anh? Phải chạy, chạy mạnh nhất có thể, để công an họ hiểu rằng cái kho hàng kia ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta. Rồi. Sao? Còn có gì vướng mắc à? Dạ không ạ, em đi làm luôn đây ạ. Tôi thấy xe đến kho hàng, hình như đang sang hàng. Xin sếp cho chỉ thị. Bên trong có thông tin gì chưa? Chưa liên lạc được. Xe ra thì bám sát theo, nếu thấy có dấu hiệu khả nghi có thể thông báo phối hợp với bên cảnh sát giao thông, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Rõ. Tôi đã tranh thủ các biện pháp để duy trì nguồn hàng trước mắt. Còn về lâu dài, anh chỉ đạo luôn. Không ai chỉ đạo anh cả, chỉ là ý kiến của người này, người kia để giúp anh bình tĩnh hơn. Việc cần làm anh cứ làm. Giai đoạn này đừng lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc. Nói thẳng ra nhé, là tôi đã rơi vào tầm ngắm của công an rồi. Bây giờ chỉ có hai cách. Một là liều, lấy hàng ở kho về. Hai, hủy toàn bộ chương trình khuyến mại đi. Anh không chơi bài ngửa với công an được đâu. Họ thừa lý do để khám xét, đào bới chứng cứ. Tôi sẽ cho hủy TNS, hủy toàn bộ sổ sách chứng từ. Xem họ làm gì tôi. Vẫn cần thêm thời gian nếu muốn đối đầu với họ. Không phải là vì anh non nớt, mà là để hủy chứng cứ không thể trong ngày 1, ngày 2 được. Chưa kể, trong nội bộ TN còn có nội gián. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ, họ sẽ ra tay ngay. Cách này không được, thế kia cũng không xong. Vậy bây giờ anh bảo tôi phải làm gì? Tìm cho đủ nguồn hàng, gom cho đợt khuyến mại này. Sau đó, tùy tình hình ta sẽ tính tiếp. Nói vậy chứ không dễ đâu. Giá đã rẻ, chạy chương trình khuyến mại còn phải hạ xuống. Phải lấy hết hàng ở kho về mới đủ đáp ứng. Đừng bi quan như thế. Tôi tin là anh làm được. Cậu muốn thi gan với nhóm đối tượng buôn lậu, Báo cáo anh, đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy TN Mobile đang cố gắng gồng lên để chạy chương trình. Mặt khác, họ đang tìm các cửa để gom hàng, từ đường mòn lối mở cho đến việc chấp nhận mua lại giá cao từ chính các đối thủ cạnh tranh, sau đó chi tiền quảng cáo rầm rộ, rồi lại bán ra đúng với giá mua vào. Theo cậu thì TN Mobile chính là chủ của lô hàng kia, và họ làm như vậy là để chứng minh mình vô can. Dạ vâng. Đội một xin phép được tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình và bắt quả tang. Vậy theo cậu thì tại sao TN lại không đi lấy hàng? Việc bảo mật có vấn đề gì không? Em đảm bảo với anh là không có lộ lọt. Còn việc TN Mobile chưa đến lấy hàng có thể vẫn do tác động từ việc Tịnh Gia bị bắt. Nếu cậu phán đoán sai thì sao? Không thể sai được anh ạ. Từ linh cảm nghề nghiệp và những thông tin trinh sát mà em nắm được, em có thể khẳng định chắc chắn không sớm thì muộn bọn họ sẽ đến lấy hàng để đảm bảo nguồn cung. Sẽ sớm thôi anh ạ.